Ôi sau đây là tấm hình đá phong thủy, mình xin giao lưu anh em một ít viên thạch anh nha anh em. Những viên đá tự nhiên nha, do mình đi tìm về nha. Rồi cái lô này là nó gồm 1 viên, 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên, 6 viên. 6 viên nha anh em. Rồi cái lô này là gồm 6 viên. Rồi 6 viên này là mã số là 200 nha anh em, mã số 200. Mã 200 6 viên thì anh này mình xin giao lưu anh em là 250k. 250k. Đây, em quay cụ thể từng viên nè. Rồi cái mã này em giao lưu anh em là 250k nha. Mã 200, 250k. Viên đá rất đẹp anh em. Mã 200, 250k. Ôi em qua mã nha. Mã 201. Một viên thạch anh biến thể chùm này. Viên này em giao lưu anh em là 50k. Mã 201 50k. Rồi em qua mã nha. Mã 202 là một viên thạch anh cẩm sinh phiên bát này. Viên này em giao lưu anh em là 50k. Đấy, rất đẹp anh em. Hàng tự nhiên nha. Rồi em qua mã nha. Rồi mã 203. 203 là một viên thạch anh cẩm sinh Everdot. 203 là một viên thạch anh cẩm sinh Everdot nha anh em. Con chạy vô đây con lấy đồ với anh. Hả nó rồi. Rồi con trắng. Dòng ha. 203. Rồi. Mã 203 là mình sẽ giao lưu anh em là 200k. Cái này. Rồi em qua mã nha. Rồi mã 204 này. 204 là một viên thạch anh cẩm sinh phiên bát nè. Đấy nó mọc rồi anh em. 204 nha. Viên này em giao lưu anh em là 150k. Rồi ba mã nha. Rồi mã 205 nha anh em. 205 là một viên thạch anh nó cộng sinh phiên bát nè, nó dính chùm nè anh em. Viên này em giao lưu anh em là 200k. 205 200k. Rồi ba mã nha. Rồi 206 là một viên thạch anh khói đen nè. Khói đen vàng trà này. Viên 206 nha. 206 viên này em giao lưu anh em là 150k. Rồi ba mã nha. Rồi viên thạch anh là mã 207. Viên này em giao lưu anh em là 150k. Mã 207 150k. Rồi em qua mã. Mã 208 100k. Viên này biến thể nha anh em. Đây nó biến thể nó nhiều đầu rồi. Mã 208 100k. Nó dính lại nè anh em, hai viên dính lại. Rồi em qua mã nha. Mã 209. Mã 209 viên này em giao lưu anh em 50k. Này nó có nhiễm rêu xanh nè. Đây nó ngậm rêu luôn nha. Mã 209 100k. Rồi em qua mã nha anh em. Mã 210. Mã 210 viên này em giao lưu anh em 50k.
Ôi em qua mã nha. Rồi mã 211. Mã 211 viên này em giao lưu anh em là 200k. Viên này nó ô linh, nó nhiễm đeo xanh nữa anh em. Quá đẹp luôn viên này. Viên này là thông đèn nha anh em. Rồi mã 211 250k. Viên này quá đẹp, to. Ôi mã 212 nha, là 3 viên nha anh em. 212 là 3 viên, 1 viên là cộng sinh Everdot này. Đấy, 1 viên, 2 viên, 3 viên. Đấy, em giao luôn em. Mã 212 là 3 viên tinh thể. Là giao lưu 3 viên này là em giao lưu anh em là 250k. Tổng bao viên 250k. Rồi cảm ơn anh em đã xem video nha. Hẹn anh em video tiếp theo nha. Rồi số điện thoại của mình là 0353369229. Số này có kết nối bên Zalo nha. Anh em mua hàng ha, cần gì thì inbox vào bên Zalo cho mình. Nick Zalo của mình là Khang Phương nha. Rồi hẹn anh em video tiếp theo nha anh em.